sư cho con hỏi về sự tích ngài Mahakayip đem y bát của Thế Tôn vào núi Kê Túc để sau này truyền lại cho Phật Vị Lai Di Lặc có thật không? Con mong nghe từ bạch sư giải đáp thắc mắc này. Xin thưa là ở trong Phật giáo Nguyên Thủy không hề có một đoạn kinh tạng lẫn chú giải nào có nhắc đến việc là ngài Mahakassapa đem y bát của Thế Tôn vào núi Kê Túc, không hề có. Nếu có là đã được ghi và sư không thấy được ghi trong chánh tạng và chú giải. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.